Mấy anh chị mà làm văn phòng á, mùa này là áp lực dữ lắm nè, sổ sách chất chồng, tóc tai bết rệt, cái đầu thì nó nhức tăng tăng. Đi soi da đầu thì thấy cái nang tóc nó bít tắc cỡ này nè, nói thì sao mà không ngứa, quá ngứa. Mà bận cỡ nào bận, mấy anh chị cũng phải đi thư giãn nha, nhìn cái hương trầm bốc lên là muốn quẳng hết mấy cái gánh âu lo luôn đó. Ai mà chịu nhột giỏi á là phái cái cây này dữ lắm nè, xỉa qua xỉa lại người mình nó rần rần lên luôn á. Còn tôi thì cỡ này thích cái cây này lắm nha, nó giống như một phần của con bạch tuộc kia đó, ở mỗi cái đầu xúc tu là nó có mấy cái viên bi inox đi lên da của mình, nó mát mát. Cái tiệm này tôi ghé không biết bao nhiêu lần luôn á, mà tới cái khúc massage Khai Thiên Môn là người mình nó cứ đứ đừ, tại vì tay nghề quá chắc. Còn một cái khá là đặc biệt mà hồi xưa tôi ghé đây không có được làm, đó chính là áp cái đèn hồng ngoại vô những cái mô cơ đang bị tắc nghẽn nhức mỏi á, trời hay lắm nha. Rồi bây giờ lấy miếng dầu gội ra tạo bọt nha. Thanh tẩy cho da đầu nó bớt đổ dầu nè. Mặc dù cái bộ ngọc thạch ở đây không quá đa dạng, nhưng mỗi một món người ta sẽ có rất là nhiều đường huyệt ở trên mặt để mà đi theo. Nè mấy bà thấy không, vuốt có mấy cái mà thấy như là mấy cái dây thần kinh trên mặt của tôi nó thư giãn dễ chịu ra nguyên một cái cấu hình, nó đỡ cau có hơn rất nhiều luôn. Nhìn thì giống cà phê sữa ha, nhưng mà nó cũng là bã cà phê để mà người ta thanh tẩy cho toàn bộ da mặt của mình nó trở nên sáng mịn hơn á. Đắp mặt nạ lên cho da nó được giữ ẩm, rồi sau đó là sức thêm mấy cái kem xả vô đuôi tóc cho nó đỡ khô với lại xơ rối nè. Thường mấy cái chỗ khác là chỉ cạo gió mặt thôi, còn ở đây là có cạo gió vòng vòng lỗ tai rồi xuống cái đường viền chỗ cổ nữa nè. Dân văn phòng á, hỏng mỏi cổ vai gáy thì cũng rất là nhức cái bàn tay nha, gõ bàn phím quá trời mà. Bữa nay tôi làm là cái gói này nó chăm sóc cả nguyên cái cánh tay mình luôn á. Bây giờ rất là hiếm những cái tiệm dưỡng sinh mà còn giữ lại cái nét truyền thống là có cái máy massage chân. Mỗi lần mà mình đi ra sấy tóc uống trà thì chân của mình nó được massage rất là thích luôn. Gội xong cái đầu mà nguyên cái mình giống như được sạc pin đầy đủ gì đó. Bây giờ cuối năm thì cuối năm bao nhiêu deadline chất chồng chơi hết.